Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, tối hôm nay chúng con bắt đầu một công việc mới. Nhiều người có mặt ở đây trong anh chị em chúng con đã phải hy sinh rất nhiều việc để có thể có mặt. Bản thân con cũng vậy. Tất cả chúng con ở đây đều muốn đến đây, đều muốn tìm hiểu về lời Chúa, để có thể yêu mến lời Chúa, sống lời Chúa, chia sẻ lời Chúa cho người khác, nói về Chúa cho người khác. Đấy là khát khao nóng bỏng của chúng con. Hôm nay chúng con đến đây khởi đầu một công việc. Khởi đầu bao giờ cũng dễ thôi, nhưng tiếp tục, kiên trì, kéo dài, điều đấy khó hơn nhiều. Chúng con dâng cho Chúa khóa học này. Chính Chúa, hay đúng hơn là chính chúng con, sẽ quyết định xem khóa học này sẽ kéo dài như thế nào, kéo dài bao lâu, và chúng con sẽ làm gì để nuôi dưỡng nó. Lạy Chúa, xin chúc lành cho chúng con. Xin sai Thánh Thần của Chúa đến với chúng con trong giây phút này. Vì không có Thánh Thần thì làm sao mà đến đây được, nếu mà trời mưa rất lớn, hay là nếu mà chúng con gặp những cái kẹt rất lớn trong đời sống hàng ngày, làm sao chúng con dám hy sinh để đến. Xin Chúa nâng đỡ chúng con để cái sự đều đặn, đều đặn chính là dấu hiệu của thánh thiện, cho chúng con được có được cái sự đều đặn ấy. Tôi mời tất cả anh chị em hát kinh để xin mời Chúa Thánh Thần đến với chúng ta. Xin ngôi ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân tràn chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thay nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi. Xin Thánh Thần đến với chúng con, đến với người nói và đến với người nghe, để chúng con hiểu được nhau. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thưa anh chị em, trước hết tôi xin anh chị em giơ tay cái. Anh chị em ở đây ai là người đã học khóa Kinh Thánh 100 tuần của Đức Cha, xin giơ tay ạ. Ồ, khá quá, như vậy là có. Vâng, có rất ít người. Vâng, có rất ít người là không. Điều đầu tiên, thưa anh chị em, tôi muốn thưa chuyện với anh chị em một chút trước khi chúng ta bắt đầu. Điểm thứ nhất là tôi rất vui vì hôm nay có nhiều anh chị em đến tham dự khóa học này. Và điều đó cho thấy lòng yêu mến của anh chị em đối với lời Chúa, đặc biệt đối với Phúc Âm Chúa Nhật. Chính vì yêu mến mà anh chị em đi học, bởi vì không học thì không có hiểu được, và như thế không hiểu thì cũng không yêu mến được. Không yêu mến thì cũng không sống lời Chúa được. Nên nếu anh chị em đến đây thì chính là vì anh chị em yêu mến lời Chúa. Và sự tham dự của anh chị em, đặc biệt những anh chị em ở trong khóa 100 tuần Kinh Thánh của Đức Cha Phêrô, thì điều đó cho thấy cái hoa trái của Đức Cha trong cái việc khơi dậy phong trào học lời Chúa. Và chúng ta cảm ơn Đức Cha vì đã vất vả gieo trồng những hạt giống trong lòng của anh chị em. Và có khi hôm nay tôi lại là cái người đến để được gặt cái hoa trái. Cái điểm thứ hai chia sẻ với anh chị em, đó là anh chị em đến đây như là những học viên của trung tâm mục vụ. Tôi lấy làm ngạc nhiên lắm ạ. Anh chị em có biết là tôi ngạc nhiên vì anh chị em đến đây học mà có đóng học phí. Tôi không biết chuyện đấy từ xưa đến nay. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện đấy.
Và tôi lại càng chưa bao giờ nghĩ rằng tôi đến đây lại có sổ đầu bài. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được. Đấy là một chuyện hoàn toàn ngạc nhiên. Hôm nay tôi có hỏi một chị là sao đến đây thì thế nào. Chị nói là ồ phải chụp hình nữa chứ. Phải chụp hình đâu đeo thẻ bị ối hả? Đâu biết đâu. Đấy, những chuyện rất là đặc biệt. Đúng là một trường học. Đúng là anh chị em đến đây để đi học. Đấy. Thế thì cái nét đặc sắc của khóa học này, như anh chị em biết, cái khóa học này là một khóa học ạ, nên anh chị em nhớ cái học là tôi nhấn mạnh đến việc học hơn ạ. Và cái việc học ở đây thì lại nhấn mạnh đến việc tìm kiếm và khám phá ra ý nghĩa của lời Chúa hơn là tôi ngồi đây và giảng cho anh chị em nghe ạ. Đấy. Tôi chỉ nhắc anh chị em là cái khóa học này đúng là một khóa học ạ. Và cái khóa học này nó có nét đặc biệt của nó. Trong đó người dạy không đóng vai trò lớn lắm, mà chính anh chị em lại là người đóng vai trò. Học như anh chị em ở đây là học, nếu mà đúng ra là phải nói là học theo kiểu Mỹ ấy. Đấy. Là anh chị em chính là người tìm kiếm và khám phá. Anh chị em có bao giờ nghe chữ khám phá không? Khám phá lời Chúa. Và như thế thì học ở đây anh chị em sẽ thấy vất vả quá đây. Và tôi nghĩ không biết là có anh chị em nào ở đây sẽ bỏ cuộc không. Anh chị em nói trời học vậy chắc tôi nghỉ quá. Đã học được 2 bữa tôi nghỉ. Bữa hôm qua tôi có nói chuyện với một chị. Chị trên 50 tuổi rồi. Chị nói với tôi thế này: cha ơi, tôi cũng thích học cái kiểu này, chứ không phải là tôi không hề sợ. Tôi tin là anh chị em ở đây, dù là những người U60 hay thậm chí là U70 á, cũng vẫn không sợ. Và học viên anh chị em là phải vất vả, nhưng mà thú vị hơn nhiều. Thú vị hơn nhiều. Anh chị em hỏi tại sao thú vị? Vì chính anh chị em tìm ra mà, chứ tôi đâu có tìm ra đâu. Tôi chỉ là người gợi ý để anh chị em tìm ra. Và như thế anh chị em có tin rằng cái tờ giấy mà tôi gửi anh chị em thì đã có câu hỏi cho tuần sau rồi không? Đấy, đã có. Anh chị em thấy cái tờ cuối cùng á, cái mặt cuối cùng á, anh chị em có sợ không? Tôi cá là anh chị em thế nào cũng sợ. Anh chị em bảo trời ơi, cái gì hỏi gì ghê vậy ta, tại sao mà hỏi toàn những số không à, như vậy chết rồi. Bạn hiểu không? Đấy, và anh chị em có bổn phận phải làm bài tập này, lần tới đến đây là phải xong bài tập này đấy. Nói vậy xin lỗi anh em đừng có sợ quá. Cảm sợ quá mà ở nhà thì tôi rất là buồn ạ. Nhưng mà đừng sợ, anh em thử làm mà xem, rất thú vị. Rất thú vị. Thay vì anh chị em hỏi là cái này là cái gì, thay vì tôi đến đây và nói thì tôi không có nói, tôi bảo này anh chị em hãy làm đi, hãy tìm đi. Cái giây phút mà anh chị em ngồi ở nhà mà tìm ra cách để làm những bài tập này là những giây phút tuyệt vời, giây phút mà đúng là có Chúa. Mà anh chị em bảo trời, giây phút này giống như cầu nguyện vậy đó. Vâng, thế thì anh chị em sẽ thú vị. Và những câu hỏi được cho từ tuần trước, anh chị em nên làm bài tập trước khi đến lớp. Vì trong lớp này ai cũng có thể bị hỏi ạ. Tôi nghĩ nếu mà lớp mà ít ít như thế này thì dễ hỏi hơn ạ. Vâng, ai cũng hỏi. Vâng, anh chị em có tin tôi viết trong cuốn vở tôi viết thế này không? Anh chị em phải làm bài tập trước khi đến lớp vì ai cũng có thể bị hỏi, hay đúng hơn được hỏi ạ. Nếu ai mà được hỏi là phải vui cả tuần đấy. Chứ gì nữa, chứ ở lâu lâu mới được vô đền thờ dâng hương, chứ bộ đâu phải ai cũng được chọn dâng hương đâu. Thành ra dĩ nhiên anh chị em cũng có cái cơ hội để đặt câu hỏi. Tôi nghe nói rằng Đức Cha Khảm cũng dành giờ, hay là đúng cũng dành lúc anh chị em ai có hỏi thì hỏi. Và tôi nghĩ rằng tôi cũng thích trả lời lắm. Tôi là cái người mê trả lời câu hỏi. Vâng, bởi vì anh chị em thế nào cũng có những câu hỏi lấy từ chỗ này chỗ kia, có khi nó gần giống với bài phúc âm, có khi nó xa, nhưng mà anh chị bảo câu hỏi này hay quá à, cho nên trả lời đi, bởi vì ở bây giờ ở ngoài ai cũng có vấn đề đó hết. Vâng, thành ra tôi cũng có thể làm cái chuyện này, đó là thay vì tôi trả lời, tôi lại mời một anh chị em ở đây trả lời. Đấy, thế thì anh chị em bảo như vậy là vui lắm á. Như vậy là mỗi người được. Như vậy tôi thích cái lớp này là một lớp học mà ai cũng được quyền nói ạ. Ai cũng được quyền nói, ai cũng được quyền cho ý kiến của mình. Và cái bầu khí của lớp như thế, nó không phải là bầu khí của như tôi đang làm đây là tôi ngồi tôi nói ạ. Không ạ, là một bầu khí sôi động, vì ai cũng phải suy nghĩ, ai cũng phải động não. Có lẽ nó hơi chậm một chút, bởi vì tôi phải kiên nhẫn để chờ câu trả lời của anh chị em
thì có thể nó chưa đúng, và tôi cứ hỏi miết, nó hơi chậm, nhưng mà chậm như thế mà thú vị, còn hơn là tôi nói thẳng ra câu trả lời. Thì anh chị có hỏi cha nói thẳng vậy thì còn gì nữa, còn gì đâu mà hay. Cha để tôi nghĩ chút coi đấy, có khi anh chị em rất thú vị vì được suy nghĩ, và chính khi mình tìm ra được một câu hay và cả lớp vỗ tay khen, rất là thích anh chị em. Điểm số 3, đó là trong ngày học này thì cũng có những giây phút lặng và lắng. Sau khi chúng ta đọc cái bản văn này, sau khi chúng ta suy nghĩ về bản văn rồi nghiền ngẫm, nghiền tới nghiền lui á, thì chúng ta có 15 phút để cầu nguyện. Và như thế tôi cũng xin anh chị em nào lo lớp này là lúc đó chúng ta tắt bớt đèn á, để chúng ta cầu nguyện. Và có thể tôi cũng xin có một cây nến được không? Chúng ta có một cái giá và chúng ta có một cây nến á, và như thế có khi chúng ta cũng tạo một cái bầu khí ấm áp đó, để chúng ta có thể cầu nguyện. Cái đoạn tin mừng mà chúng ta đã đọc, đã tìm hiểu cặn kẽ đó, bây giờ chúng ta để cho đoạn lời Chúa đấy chạm vào tôi, vào tim của tôi, để cho lời ấy nói với lòng của từng người chúng ta và mời gọi chúng ta sống. Chính vì thế tôi hỏi anh chị em ở đây, có ai có biết cuốn sách này không ạ? Có ai có nhìn thấy cuốn sách này đấy. Và như thế tôi xin anh chị em, nếu ai chưa có thì nên đi mua. Tại vì trong cái giờ 15 phút cầu nguyện thì có thể tôi sẽ dùng cuốn sách này ạ. Điểm số 4 là chúng ta có 15 phút giải lao. Và sau 15 phút giải lao thì anh chị em có những cái nhóm nhỏ để mà chia sẻ đoạn tin mừng ấy. Giờ chia sẻ này đối với tôi là rất quan trọng, bởi vì nó khiến chúng ta gần với lời Chúa, gần nhau nữa anh chị em ạ. Anh chị em ngồi vậy sao tôi không có thích lắm ạ? Tại ngồi như vậy là anh chị em theo đúng cấu trúc á, anh chị em đang nhìn ai ạ? Anh chị em nhìn tôi ạ. Anh chị em không nhìn nhau được. Chính vì thế chúng ta phải làm thế nào để có thể tìm được chỗ ngồi mà chúng ta nhìn nhau. Thành ra anh chị em thấy cái giây phút mà chia sẻ là đẹp lắm ấy. Không phải là tôi giảng hay đâu ạ. Anh chị em không bao giờ nên tin là đến đây để nghe tôi giảng hay ạ. Mà chính cái giây phút mà anh chị em ngồi với nhau, anh chị em biểu rất thân tình ạ. Và làm sao cái nhóm nhỏ đó nó trở nên một cái nhóm bạn ạ. Mà chẳng những là bạn ở đây mà ra ngoài cái khóa học này vẫn trở nên những người bạn với nhau. Anh chị em hỏi tôi nói này hơi thừa, vì anh chị em nói rằng trời ơi, chúng tôi chia sẻ mấy năm rồi. Cái bầu khí chia sẻ 45 phút là nhiều lắm á, là một bầu khí thân tình, cởi mở, không có khép, thiêng liêng. Nhưng mà tôi xin mở một chữ, nếu không anh chị em sẽ khó chịu lắm, cởi mở. Nhưng xin anh chị em cũng giữ kín những gì được chia sẻ. Tại sao tôi lại xin cái chuyện kỳ cục như thế? Bởi vì nếu những chuyện chia sẻ rất kín ở trong cái nhóm mà người bạn của chúng ta muốn chia sẻ cho chúng ta về cái chuyện riêng tư của họ, mà nếu anh chị em lại đi nói ra ngoài đó, mà người ngoài người ta không có hiểu, vì người ta đâu có trong nhóm này đâu mà hiểu, thì như thế có thể có những hậu quả không tốt đó. Và sau đó không ai dám nói hết đó. Thành ra cởi mở nhưng lại rất là kín đáo và thiêng liêng ạ. Anh chị em bảo thiêng liêng là sao? Thiêng liêng là trong lúc anh chị em ngồi chia sẻ, có Chúa ở giữa. Chắc chắn là có Chúa ở giữa, đặc biệt trong bài mừng hôm nay. Và như thế dĩ nhiên 45 phút chia sẻ không phải là những giây phút tranh luận để coi ai đúng ai sai, không có tranh luận ở đây. Trái lại là một bầu khí lắng nghe. Như vậy trong cái giờ đấy anh chị em nghe, lắng nghe một cách tích cực, nghĩa là không phải nghe bằng tai mà nghe bằng tim của mình. Và tin rằng Chúa nói với tôi qua những anh chị em của tôi. Và tôi tin rằng nếu tôi nghe những người chị em này, có một em nó bé hơn tôi à, nhưng mà tôi sẽ học được rất nhiều điều ở nơi đó. Và tôi trở nên giàu có hơn. Và có khi tôi nghe người đó chia sẻ mà chính tôi được biến đổi. Ai cũng có quyền chia sẻ những cái điều mà mình rất tâm đắc, mình rất quý ạ. Tôi xin cái anh hay chị nào mà sẽ lo trưởng nhóm đó, là sẽ làm sao để cho nhiều người được nói, mỗi người được nói một chút. Và ngay cả những người nhút nhát nhất lại vẫn được nâng đỡ để nói. Có những người không có dám nói vì sợ người ta cười, nhưng mà tôi tin anh chị em ở đây là quen rồi, không có ai sợ cười đâu. Và cũng làm sao để tránh một người chia sẻ dài quá cũng hơi kỳ. Chia sẻ cũng làm cho anh chị em thấy được cái phong phú của lời Chúa. Anh chị em hiểu lời Chúa như thế này, tôi nghe một người kế bên nói về, tôi hiểu, cũng hay. Ồ, hóa ra là lời Chúa không phải chỉ như mình nghĩ, mà còn có những lối nghĩ khác nữa. Điểm số 5,
Điểm số 5 bắt đầu hay hơn, tôi xin tặng các anh chị em. Điểm số 5 đối với tôi là quan trọng. Học hỏi một đoạn phúc âm Chủ Nhật như anh chị em biết là một chuyện vô cùng khó. Anh chị em hiểu tại sao cha lại nói như thế? Nó là chuyện vô cùng khó. Tôi chưa bao giờ coi chuyện này là dễ. Và anh chị em biết là chả lẽ tôi lại nói với anh chị em là tôi run rẩy khi đến với cái lớp này sao? Nếu mà anh chị em nói với tôi cha dạy như thế này thì tôi thấy là dễ hơn. Giả thí dụ cha nói là anh chị em nói với tôi là cha ấy dạy chúng tôi về tin mừng Matthew dễ, cha dạy cho tôi tin mừng Luca, Marco dễ, nhưng ở đây dạy cho tôi về tin mừng Chủ Nhật đấy, như anh chị em thấy nó giật như thế, nó không có sự liên tục . Và vì thế nên đứng trước một cái đoạn văn mà chỉ có đoạn văn như thế thôi là thách đố lắm đấy. Và tôi cá với anh chị em rằng có những anh chị em ở đây sẽ bỏ cuộc . Chắc chắn là có những người bỏ cuộc hay muốn bỏ cuộc vì chán, vì hoàn cảnh khó khăn . Tôi không biết ở đây có vị nào mà có, chắc không biết có cụ ở đây, tôi nhìn thấy cụ. Thưa cụ, cụ bao nhiêu tuổi ? Vâng ạ. Đấy, các bạn, anh tưởng tượng không? Một người U90 mà đi học. Thưa các bạn ở đây, ai dám tự hào cho mình là người trẻ nhất? Tôi hỏi một câu, ở đây có ai 18 tuổi không ? Có ai 18 tuổi không ? Có không? Thật không? Thật ra, ôi trời, cho chàng pháo tay đi ạ. Chúa ơi, nhưng mà tôi không phải là nói chuyện đùa. Xin các tất cả mọi người cho chàng pháo tay về cụ 81 tuổi đến với chúng ta. Vâng, xin chào mọi người. Không thể tưởng tượng được. Như vậy tôi xin cụ, lát nữa cụ nên ngồi chung một nhóm với chị 18 tuổi ạ. Như thế là cụ sẽ cho chị ấy kinh nghiệm của cụ, và chị ấy sẽ cho cụ cái sự trẻ trung . Vâng. Đấy, thành ra anh chị em thấy nó thế đấy. Ai mà mời được một cụ 81 tuổi đến đây? Chúa mà không kêu, ai mà kêu được? Đức cha Khảm cũng chẳng kêu được, không ai kêu được hết. Vâng, tôi rất thích việc, nhưng mà chắc là không ai 17 tuổi đâu, đúng không ạ? Làm gì mà có người 17 ở đây? Có ai 17 không ạ? Không có ạ. Vâng, chắc chắn là không có. Thế xin nói với anh chị em là tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng là anh chị em, không phải là vì đóng tiền đâu ạ, dù anh chị em có đóng tiền anh chị em vẫn nghĩ được . Làm thế nào để đến đây một cách tương đối đều đặn với một sự say đắm là chỉ có Chúa mới làm được như thế thôi. Cái sự kiên trì, cái lòng say mê. Và con có một cái ý nghĩ thế này, nếu mà anh chị em nói với tôi là chả có biết không, tôi mà đến đây tôi học cái này là để tôi định làm cái việc gì đó. Nếu anh chị em đến đây học điều này để định làm một điều gì đó thì sẽ tốt hơn và bền hơn. Nếu anh chị em nói là không, tôi học này tôi thích tôi học thôi chứ có gì đâu, tôi học cho tôi ấy, thì chưa hay . Nếu anh chị em bảo không, tôi có một dự định. Thí dụ như ở đây có một chị nói là chúng tôi có một nhóm, và nhóm đấy chúng tôi luôn luôn chia sẻ lời Chúa. Bây giờ tôi muốn đi học cái nhóm này thì tôi giúp như vậy hay hơn, chắc hơn nhiều chứ. Đấy, là tôi muốn nói về lời Chúa hay cái gì đó. Nếu mà anh chị em có một cái mục tiêu mà nó rõ đó, thì anh chị em rất mê cái lớp này. Vậy anh chị em biểu đúng là mình phải đi học thôi. Mình đi học mới thấy mình giúp người khác cho nó tốt hơn. Anh chị em thân mến, khi bắt đầu giờ học này, tôi đã xin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta. Anh chị em có biết không, giây phút này Chúa Thánh Thần ở với chúng ta đấy. Bởi vì sao vậy? Là bởi vì Chúa Thánh Thần, như anh chị em biết chúng ta học Tân Ước, thì cuốn Tân Ước này là Chúa Thánh Thần linh hứng cho các tác giả. Ông này ông kia đã viết ra, Thánh Thần linh hứng để được viết ra. Thế thì anh chị em hỏi tôi là vậy chứ bây giờ chúng tôi đọc và chúng tôi học cái này thì có cần Thánh Thần không? Có ạ. Ông viết cũng cần Thánh Thần, và cái người đọc như anh chị em, như tôi ấy, cũng phải nhờ Thánh Thần. Anh chị em biết hôm nay, đấy, chúng tôi cũng phải đọc sách để mà hiểu, nhưng mà phải cần có Thánh Thần. Thánh Thần giúp chúng ta hiểu và mến lời Chúa. Không bao giờ mà anh chị em lại nghĩ thế này là rất sai. Không bao giờ mà một cái lớp học về lời Chúa mà lại vắng bóng Thánh Thần. Vắng bóng tôi thì được. À, tôi nghỉ ở nhà vẫn không có vấn đề gì. Nhưng mà một lớp học như thế này, một cụ đến như thế, bao nhiêu anh chị em đến như thế này thì phải có Thánh Thần mới kéo người ta đến được. Tôi có một câu hỏi rất ngộ nghĩnh. Đố anh chị em ở đây, ai dám tự cho mình là người ở rất xa mà đến đây ? Xin giơ một tay thôi ? Ai bảo không, tôi ở chỗ này chắc chắn là xa nhất. Tôi thử xem ai là người đến xa nhất ?
Có ai không ạ? Chắc chắn là có một người nào đó mà anh chị em bảo không, tôi là xa lắm. Có ai không ạ? À chị ạ. Có chị nào không? Xin nói một chút để xem chị ở đâu ạ. Có một người, vâng chị thử nói xem chị ở đâu, xem có xa không ạ. Đi, tức là chị ở ngoài Bắc vào hả? À, vâng ạ, ô chị ở ngoài Bắc vào rồi đi làm ở đây. Vâng, tôi tin là các anh chị em ở đây cũng có những người xa đấy, mà 8 rưỡi về là cũng vất vả. Cái điểm số 6, điểm quan trọng mà tôi phải chia sẻ với anh chị em trước khi mình bắt đầu á, là đó là thế này ạ. Xin anh chị em chấp nhận con người của tôi ạ. Anh chị em đã rất là vui sướng được chấp nhận con người của Đức Cha Khảm ạ. Vâng, bây giờ anh chị em gặp tôi, anh chị em thấy tôi khác Đức Cha quá nhiều, có đúng không ạ? Có ai thấy khác không ạ? Các anh chị em có thấy khác không? Có không? Khác ạ. Đấy, thế anh chị em mà chấp nhận được tôi là cũng phải mất nhiều thời giờ lắm đấy, chứ không có tự nhiên được. Mặc dù ít nhất là có một điều hơi hơi giống Đức Cha thôi. Anh chị em biết giống mình cái gì không? Cùng là cha, cùng tuổi ạ. Hơi chênh nhau một tí về tháng. Đức Cha sinh tháng nào anh chị em có nhớ không? Tháng mấy ạ? Tôi cũng sinh tháng 10 ạ, chỉ chênh về ngày thôi ạ. Tôi sinh ngày 7 tháng 10 là lễ Đức Mẹ Mân Côi. Đức Cha sinh mùng mấy vậy? Đó, thấy chưa, chênh nhau có 5 ngày thôi. Vâng. Đấy, thành ra anh chị em ơi, anh chị em học lời Chúa thì phải nhắm đến lời Chúa, chứ không nhắm đến người ạ, không nhắm đến người. Thế là tôi xin anh chị em cộng tác với tôi đấy, chứ nếu mà anh chị em mà không cộng tác là không có làm được cái lớp này tự nó, thì chắc tôi cũng không đi tiếp tục ạ. Nếu mà anh chị em không chấp nhận cộng tác, không chấp nhận chịu bỏ giờ làm bài tập và cương quyết là cố gắng. Bởi vì vâng, đấy thành ra anh chị em thấy cái lớp này có nhiều điều khác đúng không nào? Ngày xưa ở lớp của Đức Cha là bắt đầu vô là chia sẻ đúng không ạ? Rồi sau đó thì mới giảng rồi hỏi. Còn ở đây bạn thấy các anh chị em thấy khác ạ? Bắt đầu mình phải học đoạn văn đấy cho tử tế ạ. Sau khi học đoạn văn đấy hiểu rõ rồi thì mình mới gì? Cầu nguyện được ạ. Chứ gì nữa, không hiểu sao cầu nguyện. Người ta cứ luôn luôn nói là trời ơi sao tôi không có cầu nguyện được với lời Chúa. Có hiểu đâu mà cầu nguyện. Đấy, hiểu rồi, cầu nguyện. Sau cầu nguyện rồi thì mới đến cái gì anh chị em? Chia sẻ. Đấy, tôi hiểu rồi tôi mới chia sẻ. Nếu không hiểu rồi chia sẻ là lộn xộn lắm, tôi cũng sợ. Thế nên anh chị em thấy ngay cái cấu trúc của tôi đã làm khác ạ. Tôi cũng đấy thì thôi, mỗi người mỗi kiểu. Đấy, anh chị em thông cảm. Chỉ mong xin Chúa cho anh chị em có cái can đảm để chấp nhận cái khác của tôi. Chắc anh chị em thấy tôi không có duyên dáng lắm đâu ạ. Anh chị em cần thời gian mới quen được. Lúc đầu anh chị em có thể khó chịu về tôi, khó chịu điều này, điều khác, thế này, thế khác. Nhưng mà từ từ thì chúng ta quen nhau. Để đến cái lớp này anh chị em cần phải hy sinh. Tôi không tưởng tượng là anh chị em có biết là tôi đã rất ngần ngại khi nhận đến đây không? Bởi vì để đến đây mỗi thứ năm thì đối với tôi là điều khủng khiếp ạ. Anh chị em ơi, trời ơi, đến đây mỗi thứ năm lại dễ ợt, có gì khủng khiếp? Vì tôi là một linh mục dòng tên ạ. Và những công việc của tôi nó đòi tôi đi tới đi lui ạ. Đi làm nhiều chuyện ạ. Và có khi đi giảng tĩnh tâm 6, 7, 8 ngày ạ. Đấy, và vì thế nên nếu mà luôn luôn nó chặn một ngày như thế này rồi thì không có đi đâu được hết á. Coi như người Bắc gọi là bận con mọn ạ. Anh chị em có hiểu không ạ? Bận con mọn là coi như thua, đi đâu không có làm ăn đâu, làm ăn gì được hết á. Đấy, bữa trước có một anh nói: cha đi Nhật chơi với con không? Nói đi Nhật nhiều. Đi Nhật đây phải đi cỡ 10 ngày. Rồi hỏi em đi được rồi. Đi 10 ngày là bỏ lớp rồi. Thành ra không đi Nhật, dù có người bao đi, cho tiền đi, vẫn không đi được. Anh chị em hiểu. Thành ra tôi chỉ nhắc anh chị em mà ngồi ở đây được là hy sinh ghê gớm, và tôi cũng vậy. Chứ không hy sinh như thế, đừng có nói chuyện có thể để mà mê được lời Chúa. Vâng, thế thì tôi xin anh chị em cho tôi chút hứng thú ạ. Bởi vì anh chị em biết ấy, tôi ngồi đây hay là tôi đi xuống chỗ anh chị em mà thấy mặt thì anh chị em rất vui và rất thú vị về đã khám phá được một điều trong lời Chúa,
thì tôi được nâng đỡ. Anh chị em biết tôi cũng già rồi mà, U70 rồi, nên tôi rất cần anh chị em. Có nhiều người cứ tưởng là tôi có cái gì để cho, mà trái lại đấy chứ, tôi rất là cần được nâng đỡ. Anh chị em mà tưởng là tôi không cần nâng đỡ là chắc chắn là không đúng. Vâng, thì chúng ta hy vọng là mọi sự tốt đẹp. Và thế anh chị em hỏi này, thế cha đến đây dạy lời Chúa này, cha có ước mơ? Ồ, tôi ước mơ lớn lắm ạ. Anh chị em hỏi tôi này, thế tại sao cha lại muốn đến dạy? Tôi muốn trả nợ. Tôi đi dạy lời Chúa để trả nợ, vì Chúa cho tôi chịu chức 20 năm sau Đức Cha. Tôi bằng tuổi nhưng tôi chịu chức sau Đức Cha Khảm 20 năm. Năm nay Đức Cha Khảm mừng 34 năm linh mục thì tôi mừng 14 năm. Lúc mà tôi chưa được chịu chức thì Đức Cha Khảm đã được chịu chức rồi. Anh chị em biết không, tôi cũng quen Đức Cha Khảm. Tôi hay nói với Đức Cha thế này, Đức Cha có biết không, cái cầu Sài Gòn đó, cầu này là cầu mới, hồi xưa nó cầu còn cũ đó. Đi cầu Sài Gòn đó, có những cái cô mà cô ấy đứng đường á, cô ấy đứng đường, cô ấy cứ chờ khách ấy, ở gần cầu á, nhiều cô lắm. Sau đó tôi có nói với cha, Đức Cha, sao tôi thấy tôi giống mấy cô ấy ghê. Hỏi tại sao giống vậy? Các bạn, anh chị em biết tại sao giống không? Chờ, đứng chờ miết. Trời ơi, chờ quá chừng, giống như cô chờ từ năm nọ qua năm kia. Anh chị em tưởng tượng tôi đi tu năm 20 tuổi, 48 tuổi tôi mới được chịu chức. Chờ 28 năm ấy, đâu phải chuyện đùa. Thế nên tôi lì lắm ạ. Vâng, tôi đã đi thanh niên xung phong, đã làm vườn, đã làm hợp tác xã, đã như là không có cái thứ giống gì. Và khi tôi đi thanh niên xung phong thì tôi mới biết giá trị của mấy cái viên gạch bông á. Tại tôi ở rừng quen rồi, tôi thèm được mấy viên gạch bông để nằm lắm ạ. Anh chị em hiểu không, để tránh mấy con kiến đấy. Vâng, thế thì tôi chỉ nói với anh chị em là tôi cũng nhiều tuổi, cũng đấy, thành ra cũng có nhiều cái điều giới hạn. Anh chị em cũng nâng đỡ tôi. Tôi đang nói với anh chị em là tôi muốn trả nợ Chúa, bởi vì tôi được đi học mà tôi không giúp anh chị em thì tôi nghĩ rằng tôi mắc nợ. Đấy, mới khoe với anh chị em là tôi chịu chức được có 14 năm. Nhưng mà anh chị em có biết tại sao tôi chịu chức mới có 14 năm không? Tại vì Chúa thích cho tôi chịu chức vào năm thánh á. Năm nào? 2000. Ôi chị, ông này ông thông minh, ông làm tuần trừ tốt quá. Mà Chúa thích thế đấy. Và Chúa cho tôi chịu chức rất nhanh ạ. Tôi bị rất là kẹt kinh khủng. Mà lúc mà tôi được chịu chức thì tôi không phải làm gì cả. Chỉ trong vòng 3 ngày là mọi sự xong rồi ạ. Đầu năm 2014 là tôi được chịu chức. Và sau đó thì anh nói một tí thì anh chị em biết về tôi cũng là những con người vác thánh giá. Và chỉ sau đó tháng riêng chịu chức, tháng 8 thì tôi đã có mặt ở Mỹ rồi. Và tôi được đi học 3 năm ở đó. Đấy, thế thì anh chị em mẫu đứa rồi. Vậy là sướng rồi, còn muốn nói gì nữa, được bù lỗ rồi. Đấy. Và tôi đi học 3 năm ở đấy. Như thế anh chị em thấy có buồn cười không? Một người như thế là lúc đó là già rồi đấy chứ nhỉ. Lúc năm tôi chịu chức là 48 tuổi mới bắt đầu đi học. Nhưng mà vẫn chưa hết. Và đến gần đây, vào lúc 48 tuổi đi học, năm tôi 58 tuổi tôi được ơn đi học nữa. Tôi học nữa đến 59 tuổi đi học. Chứ 59 tuổi tôi học đến năm 61 tuổi. Tôi học 2 năm nữa, 1 năm rưỡi ở Philippines và nửa năm ở Bỉ. Rồi sau đó tôi về đây mới được có hơn năm à. Đấy, thành ra anh chị em thấy tôi cũng được cưng là tôi đi học 5 năm cả thầy đấy. Và như thế được học cả ở Mỹ, cả ở châu Âu, cả ở châu Á nữa. Đấy, thành ra hôm nay tôi được đến đây như trả nợ. Tôi cảm thấy mình mắc nợ. Và nếu Chúa cho tôi làm cái gì dễ thương mà giữ anh chị em để anh chị em đừng bỏ cuộc thì tôi sẽ cố làm. Tôi cũng sẽ thay đổi tính của tôi. Cứ để vậy. Có một cô ấy cũng nói với tôi này, cha hãy cứ làm mình đi. Ừ thì làm mình. Tôi anh chị em biết mà anh chị em cũng nên biết tại sao cái tính của tôi nó lại như thế, là vì tôi đã chuyên chơi với giới trẻ nên anh chị em biết. Và tôi chơi với giới trẻ từ lâu lắm rồi, cả 30 năm ạ. Tôi đi giảng tĩnh tâm cũng lâu bằng gần đấy, cũng phải hơn 30 năm ạ. Từ lúc tôi còn trẻ lắm đã làm cái nghề này. Đấy, thành ra anh chị em biết đó. Vâng, tôi được ơn Chúa là tôi được đi học Kinh Thánh. Anh chị em tưởng tượng đi học như thế là 5 năm là chỉ có Kinh Thánh thôi. Tôi cũng được Chúa cưng và tôi cũng thích cầu nguyện.
nên tôi được anh chị em đến đây là tôi vui lắm, vui lắm. Và sự nâng đỡ, tôi hy vọng là có thể là có nhiều người nữa cũng có thể đến, nếu mà anh chị em thích ấy, thì thế nào cũng có nhiều người đến. Vâng, cuốn Tân Ước với cuốn Rapuni là anh chị em cứ phải mang, anh chị em phải mang sổ nữa. Tôi xin anh chị em ở đây đều ước mơ là học rất giỏi để dạy người khác. À anh chị em ơi, cho tôi nói câu đó được không? Anh chị em phải ước mơ cùng với tôi rằng chúng tôi đi học là để dạy lại, chứ không phải đi học cho chúng tôi ạ. Và chỉ với ước mơ như thế, anh chị em mới học một cách hăng hái và đều đặn. Chứ anh chị em nói không, này học cho nó vui chứ đâu có ước mơ gì, làm gì có gì dạy dỗ ai đâu. Nếu anh chị em học để cho người khác, anh chị em sẽ học kỹ hơn và nghiêm túc hơn nhiều, đều đặn hơn nhiều. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, vâng. Thế giờ đây tôi mời anh chị em chúng ta đọc chung với tôi về bài phúc âm mà sắp tới. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày chủ nhật sẽ đọc bài phúc âm này ạ. Vâng, lần đầu tiên tôi mời anh chị em đọc bài phúc âm, xin đọc trong tờ giấy ạ. Tờ giấy này tôi có dịch lại một chút xíu ạ. Mời anh chị em, chúng ta sẵn sàng đọc lời Chúa. Tôi xin anh chị em vừa đọc vừa nếm từng chữ. Cái bài này nó hơi khác với cuốn sách một tí, bởi vì tôi có sửa lại một số chỗ mà tôi nghĩ là cũng hay. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Nếu người anh em của anh phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi người ấy. Một mình anh với người ấy mà thôi. Nếu người ấy chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em của mình. Còn nếu người ấy không chịu nghe, thì hãy đem theo với anh một hay hai người nữa, để mọi sự được xác lập căn cứ vào lời của hai hoặc ba nhân chứng. Nếu người ấy không nghe họ, thì hãy nói với hội thánh. Nếu hội thánh mà người ấy cũng chẳng nghe, thì anh hãy kể người ấy như một người ngoại giáo hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, bất cứ điều gì anh em cầm buộc dưới đất cũng sẽ bị cầm buộc trên trời. Bất cứ điều gì anh em tháo cởi dưới đất cũng sẽ được tháo cởi trên trời. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em đồng lòng cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đứng từ trên trời sẽ ban cho họ. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì thầy ở đó, ở giữa họ. Xin cảm ơn ạ. Anh chị em thân mến, khi anh chị em mà đọc một đoạn tin mừng như bài phúc âm này đó, thì anh chị em nên làm cái gì? Cái trang số 3 đó, tôi có đặt một số câu hỏi, tại hôm nay thì tôi không có nói dài được, về giờ ít quá, nên tôi đặt câu hỏi số 1 đó, mà anh chị em đừng có coi thường cái câu hỏi số 1 à. Anh chị em hỏi câu hỏi số 1 nó có gì đặc biệt không? Khi mà anh chị em muốn hiểu một đoạn tin mừng, một đoạn lời Chúa đó, anh chị em phải luôn luôn hỏi xem là cái đoạn tin mừng đó nó nằm trong cái bối cảnh nào? Nó nằm trong cái đoạn nào? Cái đoạn nào đi trước nó? Cái đoạn nào đi sau nó? Anh chị em nào mà không có cuốn Tân Ước thì không có trả lời được câu này, đúng không nào? Thế anh chị em nào ở đây có ai trả lời được câu hỏi này không?
đoạn tin mừng này ở trong bối cảnh nào, đoạn nào đi trước nó, đoạn nào đi sau nó. Vâng, tôi cũng đã thích hỏi anh chị em. Anh chị em ơi, đấy anh chị em mà mở cuốn sách ra đó, thì anh chị em thấy cái chương mà chúng ta đang đọc ấy, nó là chương số mười mấy vậy? Chương số 18. Ồ, hoan hô. Ui giời, chị đã viết nhiều chữ thế này. Ui nhiều quá, hay quá. Hay quá, tôi thích vậy. Tôi nói cái này thì anh chị em bảo cha kỳ quá à. Nhưng mà tôi thành thật nói với anh chị em, để tôi không nói dối được ạ. Là đó là tôi rất xấu hổ, vô cùng xấu hổ trước mặt các anh em tin lành ạ. Anh chị em mà thấy cuốn kinh thánh của họ thì thấy cuốn kinh thánh ấy rách bươm, đầy những màu mè, bởi vì họ đã viết vào đấy được đấy. Anh chị em hiểu không? Thành ra cuốn kinh thánh của anh chị em cũng phải rách, cũng phải cũ. Nó cũ vì nó được lật nhiều. Cuốn kinh thánh gì mà mới toanh ấy là coi như không ăn thua. Cái này mới tanh là tôi không có tin. Bây giờ những người mới toanh ấy đó, anh chị em có hiểu không ạ? Và thì xưa với anh chị em là tôi giảng thôi. Đức Cha Khảm có giảng kiểu này không ạ? Có đi tới như vậy không ạ? À không, như thế thì tôi báo cho anh em tin buồn là tôi rất thích đi như thế này. Và tôi hơi buồn vì ở đây nó có bậc ạ. Tôi lúc mà xây cái nhà này tôi bảo chú ơi, như này chết thật ấy, nếu mình giảng mà khởi bước như thì mệt quá, giá mà nó tròn tròn thì đỡ hay hơn. Và tôi đi như thế này, anh chị em biết tôi dạy cho các thầy ông nào cũng đấy, không có ai ngủ được ấy. Không ai có thể ngủ được. Có một số người lên cơn đau tim ạ, là bởi vì khi tôi đứng như này thì tôi luôn luôn hỏi ạ. Và tôi hỏi rất bất ngờ từ bên này qua bên này ạ, không ai có thể tưởng tượng được. Anh chị em đừng đau tim nhé. Vâng, mà nhớ không trả lời được thì thôi, không sao đâu ạ. Vâng, nhưng mà trả lời là thú vị lắm ấy. Thế vâng, bắt đầu. Anh chị em thấy chị có trả lời được không? Dễ thế mà không trả lời được. Thế chị có thấy cái chương 18 ở chữ to là đúng đấy. Ở chương 18 này, cái chỗ mà đoạn văn chúng ta mới đọc thì cái đoạn văn trước nó là nói về cái gì chị có thấy không? Dạ, nói về con chiên lạc ạ. Cái gì của chiên lạc? Tức là nói về vâng, nói về con chiên lạc, đúng rồi, thôi đồng ý ạ. Đấy, thôi chị đọc là chị nói con chiên lạc. Tôi hỏi anh chị em rằng đó là anh chị em có nhìn thấy cái chương đề chữ chương 18 không ạ? Có thấy không ạ? Thấy rồi ạ. Và anh chị em có thấy người ta đề chương 18, người ta đề chữ to thật to, người ta đề chữ gì ạ? Bài giảng về giáo hội. Đấy, thế anh chị em nếu mà có vợ, anh chị em bảo à, chương 18 là bài giảng về giáo hội, và cái đoạn tin mừng mà chúng ta mới đọc là nằm ở trong chương 18, đồng ý, và là chương bài giảng về giáo hội. Anh chị em bảo cái này hay đó, cái này là nguyên bài giảng. Và như vậy tôi báo anh chị em biết là nguyên chương 18 là một chương bài giảng về giáo hội. Đấy, tôi chưa lật cái này, tại cuốn sách này mới quá nên tôi chưa lật. Tôi thử nói với anh chị em xem nào. Nào, thí dụ anh chị em mở chương 5 coi. À đấy rồi, chương 5 coi. Chương 5 thì chị thấy đề cái gì ạ? Dạ là bài giảng trên núi ạ. Cảm ơn chị. Đấy thế thôi. Bài giảng trên núi, đấy thế. Anh chị em thấy không ạ? Bài giảng trên núi là anh chị em biết bài giảng trên núi rồi đó. Thấy chưa? Anh chị em nhìn tí coi. Nào là có phúc này, phúc kia đó, thấy không nào? Rồi nguyên bài giảng Đức Giêsu nói đừng ly dị, đừng thề, rồi dài lắm chị. Như vậy tôi đố anh chị em biết bài giảng trên núi gồm có mấy chương? Mấy chương? Cố lên, mấy chương ạ? Lật thì từ từ mới thấy. Mấy chương? Có mấy chương? 3 chương ạ? Tức là chương 5, chương 6, rồi gì nữa? Chương 7 có đúng không? Đúng không nào? Đấy, như vậy là chị nói 3 chương là đúng đấy ạ. Vâng, đấy. Thế là bài nguyên bài giảng trên núi ạ. Đấy, vâng. Vâng, như vậy anh chị em có thể viết vào trong vở được không? Là bài giảng đầu tiên ở trong tin mừng Matthew là bài giảng trên núi, chương 5, chương 6, chương 7. À, rồi, thế anh chị bỏ được, đó rõ rồi. Rõ, thông qua. Đấy. Thế sau bài giảng trên núi, như anh chị em biết là tin mừng Matthew thì có 5 bài giảng lớn đấy, 5 bài giảng lớn. Đố ai biết là cái bài giảng sau cái bài giảng 5 chương 5 chương 6 chương 7 thì có một cái bài giảng thứ hai, là đố anh chị em biết bài giảng ở chương mấy?
À, nếu ai mà khéo lật hồi thấy liền. Không, chừng mấy lật đi phải lật, phải lật cho rách cuốn sách ra thì mới bắt đầu giỏi được. Chứ ai mà sợ lật là coi như không xong. Bài giảng lật tới nè, lật từ chương 7 lật tới rồi. Cái bài giảng kế tiếp là cái gì ạ? Chương mấy ạ? Chương mấy? Chương mấy? Trời ơi, lật từ từ chứ lật lẹ dữ. Chương mấy ạ? Chương mấy anh? Chương 8. Dạ chương 10. Bài giảng về sứ mạng truyền giáo. Bài giảng về sứ mạng truyền giáo chương 10. Đấy, như vậy là chương 10. Anh chị em đừng có sợ chậm. Học cái này học từ từ chứ ép quá đâu được. Đấy. Như vậy bài giảng số 1 là 5, 6, 7. Bài giảng số 2 về sứ mạng truyền giáo. Nhớ anh em đi, nhớ đừng mang gậy hay chưa. Nhớ đi đi tới đâu thì phải làm cái này cái kia. Đấy, bài giảng chương 10 là về sứ mạng truyền giáo. Và tôi báo anh chị em biết, nguyên chương 10 là về sứ mạng truyền giáo. Đồng ý? Anh chị em ở rõ quá. Quá rồi. Rồi bây giờ kế tiếp nè, bài giảng kế tiếp là chương mấy, lúc nãy có người nói rồi nè, chương mười mấy, chương 13, ai đọc cho tôi coi cái chương 13 thì là cái bài giảng này có cái gì ngộ nghĩnh không? 13 là gì ạ? Bài giảng bằng dụ ngôn cũng được, khá đấy, anh viết cái chữ này được lắm. Bài giảng bằng dụ ngôn, và dường như là theo tôi nhớ là có 7 dụ ngôn. Nào là dụ ngôn người gieo giống, dụ ngôn cây cải, dụ ngôn chiếc lưới, dụ ngôn kho báu, dụ ngôn có lùng, dụ ngôn đủ thứ. Và như thế, nguyên chương 13, nguyên chương 13 các bạn ạ, anh chị em ạ, là về, thật ra thì theo cái cách ở đây thì không phải nguyên chương 13 mà gần hết chương 13 thôi. Các bạn hiểu không? Tức là nó tới câu 52 thôi, chương 13 câu 52 thôi là hết đấy. Đấy, thì cái bài giảng đấy là bài giảng dụ ngôn. Bằng dụ ngôn là gì? Chúa Giêsu toàn nói chuyện dụ ngôn không à? À, rồi thế bài giảng kế tiếp là bài giảng về gì? Về giáo hội. Rồi bài giảng chương 18 mà chúng ta đang đụng là bài giảng về giáo hội. Mà ai mà thông minh, tôi phải nói thêm một tí về cái bài giảng này, phải nói nhiều hơn chút xíu. Bài giảng về giáo hội, anh chị em biết là bài giảng về giáo hội. Vâng, chứ không có gì khác cả. Thế anh chị em hỏi này, giáo hội là cái gì? Giáo hội là cộng đoàn của những người tin Đức Giêsu. Đấy, thế thành giáo hội. Tiếng Hy Lạp thì cũng có một chữ ecclesia, trong đó có động từ kaleo là gọi đấy. Thế bài giảng về giáo hội này, tôi mời anh chị em nhìn bài giảng giáo hội, vì bài phúc âm chúng ta nằm ở chương này, tôi phải nói dài hơn một tí. Đấy, bài giảng về giáo hội, các anh chị em nhìn thấy chương 18 chưa? Đấy, chương 18 nhìn tí đi. Bắt đầu anh chị em hỏi này, vậy bài giảng về giáo hội là dính về chuyện gì? Dính về chuyện giáo hội nghĩa là những chuyện gì trong nội bộ giáo hội. Lúc nãy mà mình đi rao giảng tin mừng là chương 10 rồi. Bây giờ những vấn đề khi mà một cái cộng đoàn của những người Kitô hữu ở với nhau là nó có chuyện ạ. Nó có chuyện. Và cuốn phúc âm này mà anh chị em đang cầm là cuốn phúc âm anh chị em cũng muốn viết và cũng không sao, được viết 50 năm sau Đức Giêsu qua đời. Đức Giêsu, đố anh chị em biết, à hỏi con không biết không sao ạ. Không biết không? Đức con có biết Đức Giêsu chết năm nào không ạ? Dạ 33 tuổi. Chết năm nào ạ? À, dạ không biết. Ai có ai bao nhiêu ạ? À, con dạ con đoán là năm 30 nha. Ôi cái được lắm ạ. À. Lâu lâu mình phải vỗ tay tí cho lên tinh thần quá trời ơi. Đấy đấy, tức là chết năm 30 ạ. À. Vâng, nhưng mà hỏi con câu nữa mà nếu con nói thì chắc người ta vỗ tay nữa rồi nha. À, chết năm 30, chết là lúc bao nhiêu tuổi ạ? À? Dạ 33 tuổi. Vâng, tức là các bạn là có nghe câu trả lời chưa ạ? Tức là chết năm 30 là đúng rồi đấy, chết năm 30 là đúng, nhưng mà chết năm 36, 37 tuổi chứ không phải năm 33 tuổi, bởi vì người ta tính lịch lộn nên lúc mà tính lại thì nó ra như thế, bạn hiểu không? Tức là Đức Giêsu đã sinh, người ta tưởng là sinh năm 1 mà thật ra là sinh 6, 7 năm trước đó thì nó lộn không sao. Đấy, nhưng mà nói chung là vẫn là gì? Vẫn là hưởng dương ạ. Chứ không phải là hưởng thọ, bởi vì chết chưa tới 40 mà sao hưởng thọ được. Đó. Đó, rồi. Đấy, như vậy là từ hai câu hỏi của bạn vừa rồi trả lời cũng tốt đấy. Thế thì ở đây chỉ nói với anh chị em rằng cái cuốn sách phúc âm mà anh chị em đang cầm ấy, là Đức Giêsu chết năm 30 thì nó viết khoảng cỡ năm 80 ấy. Cỡ năm 80 hay hơn nữa đấy, không có rõ nhưng mà khoảng như vậy. Và 50 năm sau, nửa thế kỷ sau
À vâng, anh chị em đừng ai bỏ đạo. Nếu học với tôi, anh em cũng không nên bỏ đạo, bởi vì tôi sẽ nói những điều ghê gớm quá, nên anh chị em đừng sợ, bởi vì tôi chưa bỏ mà sao mắc gì anh chị em bỏ anh chị, đúng không nào? Đấy, thế thì cuốn sách này lúc mà viết đó là năm 80, và năm 80 thì lúc đó đã có một giáo hội, phải không? Một giáo hội á, và hay đúng hơn là nhiều giáo hội nữa. Đấy, có nhiều giáo hội, những người tin vào Đức Giêsu là thành một nhóm á, thành nhiều nhóm, giống như là những nhà thờ khác nhau của mình, như là nhà thờ chỗ này, nhà thờ chỗ kia, giáo xứ này, giáo xứ kia, có những nhóm á. Đấy, vâng. Thế thì anh chị em thấy họ có những giáo hội và sống thành những giáo hội như thế là có chuyện. Cứ khi sống với nhau thì có chuyện. Thế thì cái chương 18 này là muốn nhắc nhở cho những người sống trong những giáo hội như thế và có những cái vấn đề thì nên giải quyết thế nào. Đấy, vâng, anh chị em thấy câu 1 có vấn đề gì này? Cái vấn đề này nó kỳ cục quá. Đối với anh chị em nó hơi kỳ cục. Lúc ấy các môn đệ hỏi Đức Giêsu, ai là người lớn nhất trong nước trời? Ai là người lớn nhất trong nước trời? Đấy, người ta đặt câu hỏi là người lớn nhất trong nước trời. Có lẽ cái người lớn trong nước trời ở trần gian này cũng là một người nào đó lớn chăng? Nên Đức Giêsu gọi một em đến, đó thế này đó, phải trở nên nhỏ thế này, rồi phải tự hạ rồi mới được lớn. Dường như là trong cái giáo hội đó vẫn có những người thích chức ấy, các anh chị em ạ, thích quyền, thích chức, thích làm lớn ấy. Lớn ở đây là lớn trong nước trời, mà thật ra cũng là làm lớn cả ở trần gian này. Đấy, vâng, đấy, thành ra thích lớn. Ai tự hạ coi mình như em nhỏ rồi. Đó là điều vấn đề thứ nhất, thích chức tước. Điều thứ hai, đó là có một vấn đề nữa, đó là làm gương xấu. Trong giáo hội có những người làm gương xấu, và lại làm gương xấu cho trẻ em, hay là làm gương xấu cho những... Ở đây có một cái chữ anh chị em để ý coi, cái chữ này nó ngộ lắm. Đó là cái chữ trong câu số 6, chương 18 câu 6 là kẻ bé mọn. Anh chị em thấy chữ kẻ bé mọn không? Thấy chưa? Thấy chưa? Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin thầy đây? Anh chị em thấy chữ kẻ bé mọn chưa? Thấy rồi phải không? Đó, trong câu 6. Chỗ nào có những kẻ bé mọn nữa? Trong câu 10 có cái kẻ bé mọn nữa, anh chị em có thấy không ạ? Trong câu 10 đó, ai anh em coi chừng, đừng khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Đó. Rồi đến câu số 14 có những kẻ bé mọn không? Câu 14 có không? Có. Đó, cũng vậy, cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Như anh chị em biểu trợ, như vậy là ít nhất là cũng có đến 3 lần nói về những kẻ bé mọn. Đấy, anh chị em mà hỏi tôi kẻ bé mọn đây là ai á? À, kẻ bé mọn đây cũng là một điều bí mật đấy, tức là không có rõ, nhưng mà có thể là những trong một cái cộng đoàn á, có những người thí dụ những người môn đệ mà yếu đuối hơn, kém hơn, yếu đuối hơn, hay là những người không có chức quyền gì ở trong giáo hội thì cũng có thể được coi là những kẻ bé mọn đấy. Những người môn đệ hoặc là vì yếu, hoặc là vì không có chức, hoặc chỉ họ chỉ là những người tin thôi. Thế thì ở trong cái đoạn này, Đức Giêsu nói với người ta rằng là không được làm cớ cho những cái trẻ em hay là những kẻ bé mọn mà ở trong cộng đoạn, không được làm cớ cho họ vấp phạm. Đấy, vâng. Không được. Thế thì cái chuyện con chiên lạc, lúc nãy có một bà đã nói về chuyện đoạn về con chiên lạc. Trong cái đoạn con chiên lạc này, anh chị em thử xem đâu là câu quan trọng của đoạn con chiên lạc nhé. Có 100 con này mà. Như vậy cái đoạn con chiên lạc, tôi đố anh chị em biết trong cái đoạn con chiên lạc là từ câu 12 đến câu mười mấy vậy? 14 ạ. Tôi đố anh chị em biết có mấy chữ lạc ạ? Đã có nhấn mạnh đến mấy chữ lạc ạ? Mấy chữ ạ? Ba chữ. Rồi, câu lạc đầu tiên là câu mấy vậy? Câu mười mấy? Câu 12 ạ. Trong câu 12 có mấy chữ lạc? Hai chữ lạc ạ. Và cái chữ lạc thứ ba nằm ở câu mấy ạ? 13. Anh chị em ơi, tôi mới đọc sách và người ta nói với tôi rằng chữ lạc này là quan trọng ạ. Bởi vì trong giáo hội, nếu có những người thích quyền tức, nếu có những người được coi là bé mọn, thì cũng có những người đi lạc ạ. Trong giáo hội vẫn có những người đi lạc.
Đấy. Và cái chuyện chiên lạc là rất rõ. Thế thì cái chuyện con chiên lạc ở đây muốn cho thấy điều này, anh chị em thử trả lời tôi là con chiên lạc có quý không? Theo đoạn văn này là có quý không? Có ạ. Tại sao quý chị? À, chị nói một câu thôi. Tại sao chị đòi nên tại sao nó quý vậy? Bởi vì sao? Trong này Chúa Giêsu có nói để Chúa Giêsu dám bỏ 99 con để đi tìm một con ạ. Đấy, thế thành ra tôi cảm ơn chị. Vâng, đấy tức là bỏ nó hơi vô lý ạ. Đức Hồng Y Thuận có vẻ thú vị về cái này lắm, thú vị về cái câu này. Tức là bỏ 99 con để đi tìm một con chiên lạc, làm như thế là một con chiên lạc là quý hơn cả 99 con kia. Đấy, thành ra bỏ 99 con đi tìm con chiên lạc rồi vui mừng về tìm. Câu số 14 là câu quan trọng anh chị em. Anh chị em nhìn câu 14 là câu quan trọng. Cũng vậy, nếu mà có một cái người mà chăn chiên người ta làm như thế, thì cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất, không muốn một ai trong những người đi lạc đó anh chị em ạ. Đấy, đang nói về chuyện người đi lạc đấy. Anh chị em thấy không? Cái con chiên này là con chiên lạc. Và Thiên Chúa Cha không muốn ai đi lạc mà bị hư mất, và Ngài muốn đi tìm họ về, tìm người ta về. Vậy anh chị em hỏi tôi là như vậy là trong cộng đoàn này có vấn đề gì? Có những chiên lạc ạ. Trong cộng đoàn của anh em bây giờ cũng có thể có chiên lạc. Và ở đây nói rằng chúng ta phải quý chiên lạc mà phải tìm nó về. Bây giờ chúng ta đến cái đoạn văn ngày hôm nay ạ. Thế thì ở đây tôi xin nói sơ sơ một chút để anh chị em hiểu về cái đoạn văn hôm nay nhé. Vâng, tôi mời anh chị em tập trung vào câu số 15 ạ. Nếu mà tôi nói được cái gì mà anh chị em thích thì ghi lại thôi. Câu 15 là nói về sửa lỗi anh em. Sửa lỗi anh em bởi vì có anh em trong cộng đoàn của mình, trong giáo xứ của mình, có người anh em đi lạc. Có người đi lạc. Thành ra cái chuyện sửa lỗi này vẫn dính với chuyện đi lạc. Cộng đoàn có người đi lạc. Thế đi lạc, thế thì anh chị em hỏi tôi là thế cái chuyện này là chuyện gì vậy? Nếu người anh em của anh phạm tội, rõ ràng là phạm tội. Tôi xin anh chị em mở một ngoặc quan trọng, tội ở đây là tội nặng chứ không phải là tội nhẹ. Tội nhẹ là không có vấn đề, là một cái tội nặng mà là một cái tội công khai mọi người đều thấy. Đấy, như là một cái gương xấu mà quá lộ liễu đấy, chứ không phải là tội nhẹ nhé. Tội nhẹ thì không có nói chuyện ở đây. Nếu người anh em của anh phạm tội, nếu ở trong cộng đoàn, nếu ở trong giáo hội của anh có một anh phạm tội đấy, thế giờ làm sao? Một người phạm tội, lúc nãy là người ta nói ở đây là phải đi tìm người đi lạc về, phải lo cho người ta chứ, thì ở đây chính là phải làm thế nào. Nhưng mà cái anh đi lạc này, anh chị em hỏi, cái anh phạm tội này có cái nét gì đặc biệt? Thì ở đây chúng ta có thể hiểu là anh này đi lạc, anh ấy phạm tội đi lạc, nhưng anh ấy lại rất bướng, bướng, vâng. Anh ấy hơi cố chấp và anh ấy chưa có muốn hoán cải. Chưa muốn hoán cải. Vậy cái anh này là thứ nhất đi lạc, đấy, đi lạc, có phạm tội đi lạc nhưng mà chưa muốn hoán cải. Anh ta vẫn ở trong cộng đoàn. Anh chị em nhớ, anh ta vẫn ở trong cộng đoàn với chúng ta nhưng anh ta chưa muốn hoán cải. Thế thì nếu mà anh ta chưa muốn hoán cải thì phải làm cái gì? Thì thưa anh chị em, đây là những bước mà ở đây giáo hội của Matthew vào khoảng năm 80 người ta đã dựa vào lời Chúa và người ta nghĩ đến cái việc đi những cái bước như thế này. Thứ nhất thì anh hãy đi sửa lỗi anh ấy. Tôi không thích chữ nó lắm ạ, nên tôi dịch tôi nói anh ấy, người ấy. Anh hãy đi sửa lỗi cái anh mà phạm lỗi đấy. Sửa lỗi như thế nào? Sửa lỗi là đến gặp anh ta và một mình anh với người đó mà thôi. Bạn dịch của tôi nhẹ, bạn thấy là lịch sự hơn. Tôi không thích chữ nó. Đi sửa lỗi một mình anh với cái người đó mà thôi. Như vậy anh chị em thấy ngay là bước một là bước có tính kín đáo, rất kín đáo, rất riêng tư. Tôi thấy người đấy phạm tội mà tội này là tội nặng ấy, không phải tội nhẹ, tội rất nặng. Thế thì tôi đến tôi nói với anh đấy như một người anh em vậy thôi, và rất là nhẹ nhàng. Và nếu anh ta chịu nghe anh thì anh đã chinh phục được người anh em. Bản dịch của tôi là thì anh đã, tôi dịch là cái gì ạ? Tôi có dịch chinh phục ở bản này ạ. Chị đọc cho tôi nghe ạ.
câu số 15. Nếu người anh em của anh phạm tội, thì anh hãy đi và sửa lỗi người ấy, một mình ấy với người ấy mà thôi. Nếu người ấy chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em của mình. Vâng, chinh phục, tức là không để cho người anh em bị mất. Bởi vì nếu mà cái người đó không nghe lời mình, thì mất anh đấy. Còn bây giờ chinh phục, tức là giữ lại anh ta được, giữ lại được anh ta. Đấy. Thành ra, thứ nhất như vậy, anh chị em thấy bước một là bước mà tôi đến sửa lỗi người đó, một mình tôi với người đó. Và nếu anh ta nghe thì tốt quá, không có vấn đề. Còn câu số 16, còn nếu anh ta, người đó không chịu nghe thì làm gì ạ? Thì đem theo một hay hai người nữa để mọi chuyện được, ở đây tôi dịch là vâng, anh chị đọc cái câu đó đi ạ. Để mọi sự được xác lập căn cứ vào lời của hai hoặc ba chứng nhân. Vâng, tức là ở đây tôi thấy tiếng Việt nó cũng có một câu là ba mặt một lời ấy. Tức là để mọi chuyện nó rõ ra. Lúc trước là tôi đến một mình tôi gặp chị ấy, tôi nói chuyện với chị ấy thì nó vẫn có tính riêng tư. Còn bây giờ khi tôi đem theo tôi nhiều người đến nữa thì trở nên một cái gì rõ ràng hơn. Và nhất là khi tôi đem hai hay ba người, một hay hai người nữa thì nó thành những người chứng. Anh chị em biết, người đó sau này là phải nhớ rằng là cái chuyện này không phải là chuyện riêng tư kín đáo nữa. Bởi vì chuyện này có sự hiện diện của hai ba người, mà đối với người Do Thái khi mà có hiện diện hai ba người thì cái lời chứng đấy có giá trị. Đấy, thì ở đây là tôi muốn đem theo đông người hơn, cũng có khi tôi muốn đem theo đông người hơn bởi vì tôi nghĩ rằng một mình tôi nói thì người đó không chịu nghe, nhưng mà nếu nhiều người nói thì anh ta dễ chấp nhận để nghe hơn. Nhưng mà cũng có thể là ngay cả khi tôi đem theo hai ba người thì anh ta cũng không chịu nghe. Anh chị em thấy như thế tôi có nên thất vọng không, hay là có nên bỏ cuộc chưa? Bài tiệm phúc âm này nói là chưa bỏ cuộc gì ạ. Vâng. Bởi vì sao ở đây nói sao, nếu nó anh ta không chịu nghe thì hãy đi nói với hội thánh. Hội thánh ở đây, đố anh chị em biết hội thánh ở đây là hội thánh cả thế giới hay là hội thánh địa phương ạ? Thưa cha, hội thánh địa phương ạ. Cảm ơn anh trả lời đúng đấy ạ. Hội thánh địa phương, một hội thánh địa phương, một hội thánh nho nhỏ thôi. Và hãy đi thưa với hội thánh địa phương đấy. Đấy, vâng. Là báo cho nhất rằng là đấy, chúng tôi đã đến gặp như thế. Chúng tôi đã nói chuyện với anh ấy. Chúng tôi đã hai ba người đến như thế mà anh ấy cũng không có nghe. Rồi cuối cùng, nếu mà đưa thưa hội thánh địa phương mà nếu anh ta cũng không muốn nghe, anh không muốn nghe, thì anh chị em thấy cái câu này mà tôi có dịch khác một tí theo đúng tiếng Hy Lạp, tôi xin chị đọc cái câu kết. Nếu hội thánh mà người ấy cũng chẳng nghe thì anh hãy kể người ấy như một người ngoại giáo hay một người thu thuế. Vâng, thì anh hãy kể. Anh chị em biết tôi dịch có khác cái này là anh hãy kể. Nếu người đó không nghe thì anh hãy kể người đó như một người ngoại hay một người thu thuế. Tôi hỏi anh, người ngoại hay người thu thuế thì viết cái câu như thế thì có nghĩa xấu không ạ? Xấu ạ, đúng, tức là xấu đấy. Tức là chị nào đã trả lời rõ như vậy. Tức là tôi mà nói hội thánh cũng không nghe thôi, coi anh ta như cái người dân ngoại ấy, coi người thu thuế, tức là coi như người ngoài ấy. Tôi không biết ai là người đã nói ở nước Việt Nam này, đã nói những người không công giáo là dân ngoại ấy. Ai là người dịch như vậy ấy? Anh chị em có hiểu không ạ? Và những người không có theo đạo thì gọi là ngoại giáo. Cũng tội nghiệp, cũng kỳ quá. Anh chị em có thấy kỳ không? Dân ngoại, ngoại là ở ngoài, chúng tôi mới ở trong. Ngoại giáo là ở ngoài tôn giáo. Hay là thậm chí có một lối nói cũng tệ quá à? Tức là hỏi, sao chị có đạo không? Trời ơi, chị có đạo không? Chị có đạo không? Tức là nếu mà chị không phải là công giáo là chị không có đạo. Nó cũng kỳ quá. Đấy, thành ra ở đây tôi chỉ nói với anh chị em là người Do Thái cũng vậy. Người Do Thái cũng khá là kiêu ngạo ạ. Họ, đối với họ là quan trọng. Đối với họ là nhất. Đấy, còn những cái người dân, những người không phải là người dân Do Thái á, thì là những người rất là kém lắm. Đấy, vâng, đối với họ, họ có như vậy. Thành ra ở đây anh chị em thấy thì coi người ta như dân ngoại thôi ạ. Bởi vì anh chị em biết người Do Thái là hãnh diện vì họ là dân gì ạ? Dân riêng của
của Chúa. Đấy, anh chị em học với cha khám thì anh chị em đã nghe rồi. Là ơn riêng của Chúa nên họ rất là tự hào. Giống như người Trung Quốc cũng tự hào lắm. Vâng. Đấy thì ở đây chúng ta thấy họ tự hào như thế. Và họ nói là thôi cứ coi như họ là dân ngoại, cứ coi như là một người thu thuế. Thu thuế là người có tội lỗi không ạ? Dạ thưa, là người tội lỗi. Người Do Thái rất khinh người thu thuế ạ. Anh chị em biết tại sao người Do Thái khinh người thu thuế rồi phải không? Thưa cha, tại vì họ cộng tác với Roma để thu thuế, nhưng mà họ lấy hơn mức bình thường nữa. Hơn mức bình thường, tôi cảm ơn chị. Chị trả lời được hai câu rất đúng. Thứ nhất là họ đi lệ thu thuế cho người đô hộ. Và thứ hai, họ lại còn thu quá thể để đút túi riêng. Đấy, như vậy anh chị em thấy là rất là coi thường. Anh chị em biết cái câu này người ta hay hiểu là giống như vạ tuyệt thông ấy. Anh chị em có nghe không ạ? Tức là nếu một người mà hội thánh cũng không nghe thì thôi, coi như anh ta là ở ngoài giáo hội. Ở ngoài giáo hội mà tôi có thể bênh một câu được không? Anh chị em hỏi này, thế thì giáo hội gì mà ác thế? Tại sao mà lại đẩy người ta ra như thế? Anh chị em có trả lời, có ai trả lời được câu này không? Giáo hội gì mà ác như thế mà lại coi người ta như là dân ngoại, lại coi như thế rồi vạ tuyệt, giống như ra vạ. Giáo hội mình hồi xưa là hay có chuyện ra vạ tuyệt thông, mà ra vạ tuyệt thông rất là dễ ạ. Rất là dễ, một chút xíu gì. Thế là một ông cha xứ là ngày xưa tôi nhớ là có thể ra là cấm không cho rước lễ. À, dường như ngày xưa là thí dụ như tự tử chẳng hạn là không được cái gì, chị có biết không ạ? Không được gì ạ? Dạ. Tự tử, nếu mà một người tự tử thì không được gì ạ? Thì thưa cha, cho những người mà tự tử thì thứ nhất là không được đem đến nhà thờ để làm lễ an táng, rồi thứ hai là không được chôn ở trong đất thánh. Chính xác ạ. Vâng, con cảm ơn cụ ạ, đúng như thế ạ. Đấy, thành ra và như thế các anh chị anh ơi, nếu mà như thế cũng là một thứ tuyệt thông ấy, cũng là một thứ tuyệt thông. Bởi vì anh không được chôn đất thánh thì anh chôn đất gì? Đấy, mà đất chắc là chôn đất không thánh. Chứ gì nữa, một bên là đất thánh thì cái đất kia không thánh, đất kia là mấy dân ngoại ấy. Ghê quá à. Đấy, thành ra tự tử cũng như thế. Và có một tội nữa, cụ ơi, cụ có thể nói cho các con nghe không? Con ít tuổi hơn cụ. Là cái tội mà lấy hai vợ chẳng hạn, thì cụ có thấy không ạ? Có biết điều đấy không ạ? Tức là nếu mà đến chết mà anh ta vẫn cứ hai bà chẳng hạn, như thế là có thể cũng không được rước lễ, không được gì ấy, là coi như là cũng không có được chôn cất tử tế đâu. Vâng, chứ không phải là chỉ có tội tự tử. Nhưng mà bây giờ giáo hội thì dễ thương hơn về tội tự tử. Bởi vì có khi, bởi vì anh chị em biết ấy, một người ngay cả khi một người tự tử, liệu mình có nên nói rằng là họ đã phạm tội trọng, tự tử là phạm tội trọng, sự sống của mình là của Chúa, mình là tự, nhưng mà mình có nên nói với họ rằng là những người tự tử như thế đều xuống hỏa ngục không? Đấy, thế ai biết được, người ta buồn quá, người ta đầu óc nó lú thì sao? Đấy, thì người ta chỉ có nghĩ tự tử như là cái phương pháp giải thoát, người ta thèm sống và người ta không sống được, không ai cho người ta có một chỗ để mà đặt cái ngón chân lên. Và người ta nói rằng nếu mà tôi có một chỗ tựa tí xíu thôi thì tôi không tự tử, nhưng tiếc quá tôi không được tìm được bất cứ. Thế nên khi mà anh chị em gặp một người tự tử thì luôn luôn biết rằng chúng ta đều có trách nhiệm. Chúng ta đều có trách nhiệm. Nếu mà chúng ta có quen biết với người đấy, chúng ta thế nào cũng có trách nhiệm. Bởi vì nếu mà chúng ta đã làm một cái gì tốt hơn thì có thể người đó đã không tự tử. Vâng, thưa anh chị em, thì đấy, đại khái là tôi chỉ nhắc anh chị em là tôi xin nói luôn, để có khi chúng ta phải kết thúc, là anh chị em thấy không, trong giáo hội của mình, là khi một người trong cộng đoàn có lỗi, lỗi rất nặng, lỗi rành rành, thì giáo hội vẫn muốn đi từng bước bé bé, chứ không đi nhanh. Và anh chị em hỏi tại sao đi chậm dữ vậy ta? Đi chậm bởi vì luôn luôn tin người ấy, cho người đó cơ hội để người đó hoán cải. Bởi vì đơn giản người đó là con chiên lạc, thì tôi đi tìm người đó, tôi cố ý tôi kéo người ta về, tôi làm sao cho người ta hoán cải. Và tôi thích lắm, nếu người ta hoán cải thì tôi mừng ơi là mừng ạ. Bởi vì tôi biết rằng, ồ, như thế là tôi chinh phục được 10 anh em. Lẽ ra là mất, thế mà bây giờ tôi giữ lại được người đó. Thành ra anh chị em nhìn thấy trong ba cái bước này, anh chị em nhìn thấy sự kiên nhẫn của giáo hội. Kiên nhẫn. Và cái sự kiên nhẫn như thế, nó nói lên tình yêu. Yêu cái gì? Tôi quý từng con chiên.
chứ không phải là nó vừa phạm tội tôi nói thôi rồi phạm tội rồi hất nó đi luôn. Không ạ, tôi quý từng con chiên. Anh chị em chưa có biết đâu, chứ giáo hội tôi tin là giáo hội của mình hiện nay đó là cũng dễ thương lắm. Thí dụ như khi tôi học ở bên Mỹ chẳng hạn, thì tôi học cái trường đó rồi có một ông giáo sư ngay cái năm tôi qua là ông giáo sư ấy bị thí dụ như bị tòa thánh, là ông ấy viết một cuốn sách. Cuốn sách ấy rất nổi tiếng ở Mỹ, ai nấy đều mê mệt ạ. Đấy, ông gọi Đức Giêsu là biểu tượng của Thiên Chúa. Ông viết cuốn sách nhưng mà nó sai quá, nó sai nhiều thứ, giáo hội không chịu nổi. Ông ấy là dạy ở trường của tôi, thế thì luôn luôn là tòa thánh cứ viết thư cho ông ấy, nói ông ơi, thường thường tòa thánh luôn luôn viết như thế này: ông ơi, ông viết như thế là nghĩa là sao vậy, ông viết như thế nó có sai không, ông viết lại cho nó rõ đi. Thế là ông viết lại rồi ông cứ khẳng định mà không được đâu, ông viết như thế là không đúng. Cứ thư qua thư lại rồi mời ông qua Roma, ông không chịu đi ạ. Tức là ý tôi chỉ muốn nhắc với các bạn rằng là một ông cha như trong dòng của tôi như thế, sau đó ông ta bị, anh chị em biết không, một ông cha mà dạy trong trường của tôi thì cái hình phạt lớn nhất mà giáo hội dành cho ông ấy là gì? Đó là không cho ông dạy học. Hình phạt lớn nhất mà một ông linh mục đang dạy ở đại học ấy, mà bị giáo hội gì? Là ông ấy không được phép dạy học ở cái trường công giáo. Thì ông đó sau khi bị cấm như thế thì ông ấy ra ngoài, ông ấy dạy học ở một cái trường mà không phải là trường của giáo hội. Cái trường tôi học là trường của giáo hội. Nhưng mà tôi biết rất rõ là giáo hội đã làm bao nhiêu, kéo dài nhiều năm ấy, cố gắng để kéo ông ấy về, cố gắng làm đủ mọi cách để cho ông ấy trở lại, chứ không có phải là muốn lên án ông, mà cuối cùng thì phải chấp nhận rằng là cuốn sách ông ấy là không có thể chấp nhận như thế được. Thưa anh chị em, ở đây là cái sự kiên nhẫn. Xin anh chị em đọc bài phúc âm này, anh chị em thấy sự kiên nhẫn. Dạ. Thưa anh chị em, Tôi mời anh chị em nhìn cái tờ giấy mà trang 3 đấy. Tôi nói sơ sơ, không có nhiều giờ. Đoạn tin mừng này bối cảnh nào, đoạn nào đi trước nó thì tôi đã nói rồi. Đoạn nào đi sau nó, anh chị em mà nhìn thì anh chị em thấy tuần tới là đoạn về sự tha thứ. Nếu mà hôm nay cái anh bạn mà phạm lỗi đó, thì anh ấy là cái người phạm tội đó rồi, thì nhưng mà anh ấy bướng, thì lúc đó thì chúng ta phải làm cái gì? Xưa phải đi nhiều bước để mà nâng anh ấy. Còn tuần tới chúng ta gặp một đoạn tin mừng mà trong đó đòi hỏi phải sự tha thứ, thì muốn nói một anh đã vấp, đã sai, đã đi lạc, nhưng anh ấy hối lỗi. Nếu một người hối lỗi thì chúng ta phải tha thứ ạ. Nếu một người bướng, này nhé, anh chị em nhìn tay của tôi, nếu có một người đi lạc, một người phạm tội, một người sai lầm, thế thì nếu mà anh ta bướng thì phải làm gì? Thì làm cái bài phúc âm hôm nay ạ, đi từng bước một để quyến rũ anh, để nâng anh ấy, đưa anh về. Còn nếu anh ấy phạm lỗi nhưng mà anh ấy ăn năn hối lỗi thì chúng ta làm gì? Thì ở đây bài tuần tới là chúng ta tha thứ. Vậy cái số 2 đó anh chị em, ý chính của Matthew 18 là gì? Nguyên cái chương là gì? Rất đơn giản, nói về cách sống của những người Kitô hữu ở trong giáo hội. Cách sống, nào là tha thứ này, anh chị em đọc lại coi, nào là Chúa dạy là không được khinh, không được khinh những người bé mọn, nào là phải lo lắng cho những người đi lạc, nào là phải sửa lỗi cho người ta, sửa lỗi là một bổn phận đấy. Thế nào cũng là một bổn phận. Đấy, thành ra ai mà hỏi anh chị em là Matthew 18 là gì? Nói về đời sống trong giáo hội, về cái cách cư xử đối với người phạm lỗi, đối với người phạm tội nhưng mà hối hận, hay là đối với người phạm tội mà không hối hận. Đấy, cư xử đối với những trẻ em, đối với những người nhỏ. Đấy. Ý chính của Matthew 18 câu 15 đến 17 là gì? Ý chính là anh chị em thấy rồi, là khi một người phạm tội mà người ấy chưa hối hận thì chúng ta phải đi những bước nào để chúng ta giúp cho người đó trở lại. Thành ra tất cả những bước sửa lỗi hóa ra là những cái bước để giúp cho người ấy trở lại. Và chúng ta phải làm những điều ấy với một sự khôn ngoan và bác ái. Đấy. Thế thì tôi có hỏi câu số 4 hơi vô duyên. Tôi có hỏi là điều gì đánh động bạn, tôi gọi anh chị em là bạn ấy, điều gì đánh động bạn khi bạn đọc cái chuyện mà có một người phạm tội thì cứ làm như thế này, làm thế kia từng bước. Thì tôi nghĩ không biết anh chị em bị đánh động gì, lát nữa anh chị em chia sẻ với nhau.
Đấy. Anh chị em biết là cái chữ giáo hội đó, hội thánh hay giáo hội, là một cái chữ mà trong đoạn tin mừng này nó xuất hiện ở câu 17 và nó còn xuất hiện ở câu 16-18 nữa. Anh chị em hiểu không? Ở 16-18 anh chị em có nhớ không? Đức Giêsu đã nói với anh Phêrô là cái gì ạ? Anh là đá trên đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Đấy, như vậy là anh chị em hỏi rằng là trong bốn phúc âm thì chỗ nào xuất hiện chữ giáo hội? Trả lời, chỉ xuất hiện đúng ở trong Matthew mà thôi. Và chỉ xuất hiện ở trong câu mà trong bài mình của mình đây, và trong 16-18 thôi. Mà trong 16-18 thì Đức Giêsu nói thế này là anh là đá, trên đá này thầy sẽ xây giáo hội của thầy. Tôi hỏi anh chị em câu này là dễ nhất này. Như vậy giáo hội đó là giáo hội phổ quát hay là giáo hội địa phương ạ? Phổ quát thì được, phổ quát. Còn trong cái bài của mình, giáo hội này có nghĩa là giáo hội gì? Địa phương, đấy, vậy thôi. Câu số 6 các bạn, câu số 6 tôi dành cho các anh chị là những cái câu 18-18 là câu gì anh chị em? Đó là, đây anh chị em lúc nãy tôi chưa nói, tất cả những gì anh em cầm buộc dưới đất thì cũng sẽ bị cầm buộc trên trời. Bất cứ điều gì anh em tháo cởi dưới đất cũng sẽ được tháo cởi trên trời. Đấy, mà anh chị em biết không, là cái câu 18-18 này anh chị em có thể gặp được ở những chỗ khác đấy. Thí dụ trong Gioan chương 20-23 là Đức Giêsu phục sinh cũng nói với các môn đệ rằng là anh em tha tội cho ai, anh chị em nhớ câu đó, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, người ấy cũng bị cầm giữ. À, như anh chị em bảo, ồ, anh chị em mà so sánh, anh chị em đọc những câu này, anh chị em rất là thú vị. Anh chị em bảo, ồ, là thế nào anh chị em cũng thấy cái. Như vậy, trong Gioan để nói đến tội, ở đây không nói đến chữ tội nhé. À, cái gì anh em cầm buộc dưới đất, thì cũng cầm buộc trên trời. Bây giờ tôi nói một câu, anh chị em hỏi này, thế cầm buộc á, với lại tháo cởi nghĩa là sao? À, cũng là một cái chữ rất là đặc biệt. Cầm buộc với tháo cởi, ở đây mà anh chị em cũng có thể nói cầm buộc là gì? Là cấm. Cái điều gì anh em cấm ở dưới đất thì trên trời cũng cấm, cũng có thể hiểu như thế. Một bên là cấm, còn tháo cởi thì nếu ngược với cấm thì là gì anh chị em? Cho phép ạ, cho phép, cho phép. Điều gì anh chị em tháo cởi dưới đất thì cũng có thể như vậy. Cấm về là cho phép. Và chữ cầm buộc cũng có thể hiểu một nghĩa nữa là tha. Đấy, tha. Cái điều gì anh em tha, như tội anh em được tha đó. Cái gì anh em tội ai được tha thì còn đấy, có thể là tha. Và cái cầm buộc là không tha, dạ, cầm buộc là không tha, và tháo cởi là tha. Như vậy tôi mới nói anh chị em hai ý nghĩa nha. Một bên là cấm, một bên là cho phép. Một bên là cấm tức là không tha, một bên kia là tha, dạ. Và cũng có thể hiểu một bên là phạt, một bên kia là không phạt, không ra một cái lệnh phạt. Và có nhiều người hiểu điều này như là cả cái chuyện là vâng, cái chuyện là ra vạ tuyệt thông ấy. Nhưng mà chỉ nhắc anh chị em là như thế này đấy, là ở đây ấy, Đức Giêsu cho anh chị em thấy câu 18 Đức Giêsu nói câu này với ai vậy? Thật, thầy bảo thật anh em, vậy là đang nói với ai ạ? Đang nói với các môn đệ của Ngài. Còn cái câu mà Matthew á, ở chương 16-19 là Đức Giêsu nói riêng với ai thôi? Với Phêrô thôi. Phêrô con là đá thế này khác rồi, và cho Phêrô cái quyền tháo cởi. Nhưng bây giờ cái quyền tháo cởi Đức Giêsu lại cho các môn đệ. Đấy, chữ thành ra nó có một chút xíu. Tôi có hỏi là có cái gì khác không? Thì có những cái khác như vậy. À, vâng, thế thì ở đây tôi hỏi một câu rất là khó chịu. Thế anh chị em có tin lời Chúa trong Matthew 18-19 không? Tôi xin phép đọc cái câu đấy. Lát nữa anh chị em có thể trả lời câu này không? Câu nói, Đức Giêsu nói thế này: thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em, hai người thôi ạ, hai người đồng lòng cầu xin bất cứ điều gì, hai người cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho họ. Anh chị em thấy ở đây, bởi vì cái chương 18 nói về cộng đoàn, ở đây cũng nói về cầu nguyện, có thể nói được như vậy. Có thể là coi như là việc cầu nguyện. Hai người đồng lòng cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời
sẽ ban cho họ. Nếu hai người cầu xin cho những người đi lạc thì Chúa có ban không? Vâng, đấy, nếu có một người đi lạc mà chúng ta cầu xin thì sao? Và anh chị em hỏi xem là tại sao mà chúng ta đồng lòng cầu xin, khi nào chúng ta đồng lòng cầu xin thì Chúa Cha sẽ ban. Nếu chúng ta cầu xin theo ý của Thiên Chúa thì Thiên Chúa ban ạ. Đấy. Khi mà con người mà càng bỏ ý của mình mà càng sống theo ý của Chúa, xin cái điều Thiên Chúa muốn thì Thiên Chúa sẽ ban cho họ. Câu số 20, câu số 9 ấy, anh chị em thử xem anh chị em có tin được câu này không? Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì Thầy ở đó, ở giữa họ. Vậy thôi. Tôi dám cá với anh chị em rằng những câu này thường quá, chứ nếu mà chúng ta có một chút đức tin ấy thì chúng ta vui lắm. Anh chị em tưởng tượng coi, hai ba người, anh chị em chỉ có một nhóm bạn hai ba người để nói về Chúa. Đấy. Anh chị em có biết không, lúc nãy tôi nói tôi xấu hổ vì người Công giáo chúng ta rất kém về Kinh Thánh. Anh chị em mà biết rằng có những phái tin lành ấy, có nhiều phái tin lành là tốt lắm, mà có những phái tin lành luôn luôn muốn chinh phục những người Công giáo bằng cách lấy những câu trong sách thánh ra và chứng minh điều này điều nọ, chứng minh là Đức Mẹ không lên trời, Đức Mẹ không thế này không thế khác, và đủ mọi chuyện hết. Và tôi cũng nhiều khi tôi phải trả lời những điều ấy cho các bạn trẻ đấy. Và chính vì thế nên chúng ta, như anh chị em biết, chúng ta rất là thua sút về họ. Tôi xin anh chị em tiếp tục học khóa này như một cái lời để nói với Chúa rằng chúng ta muốn học nghiêm túc để chúng ta có thể trả lời được cho những người mà không có ý tốt với chúng ta đấy. Vâng, ở đây anh chị em thấy là ở đây tôi muốn nói là ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đó giữa họ. Tôi tin rằng từ lúc 6:30 đến bây giờ Chúa ở với chúng ta anh chị em ạ. Chúa không ở với chúng ta thì anh chị em không ngồi đây được. Anh chị em có thích chữ nhân danh Thầy không? Ở đâu có hai ba người họp lại mà họp lại nhân danh Thầy, anh chị em có biết nhân danh Thầy là gì không ạ? Anh chị em mỗi ngày làm dấu thì nhân danh gì ạ? Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nhân danh, danh là nghĩa là gì anh chị em có biết không? Danh là gì ạ? Tên ạ. Đấy, tên ạ. Nhân danh Thầy là tôi dùng tên của Thầy, tôi chấp nhận tên của Thầy. Mà tên là gì anh chị em? Tên là gì? Là người ạ. Đối với người Do Thái, tên là người. Vâng, tên là người. Thế đó, danh của Thầy thì chính là Thầy. Nhưng mà anh chị em hỏi, cha cứ nói rõ đi, nhân danh Thầy nghĩa là gì? Nhân danh một người, tôi làm cái gì nhân danh một người? Có nghĩa là tôi làm cái việc đó mà trong sự kết hợp với người đó. Tôi làm cái việc, thí dụ như trước khi tôi ăn cơm và tôi làm dấu nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Trước khi tôi bắt đầu dâng thánh lễ ngày mai, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, nghĩa là tôi muốn dâng thánh lễ này trong sự kết hiệp với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nhân danh một người có nghĩa là mình đứng về phía người ấy, chứ không mình không chọi với người ấy. Mình là bạn của người ấy và mình có tương quan tốt với người ấy thì là nhân danh. Thành ra ở đây cũng thế, hai ba người họp lại, mà họp lại lại vì Đức Giê-xu. Thầy ở đây là Đức Giê-xu và chúng tôi đều là những môn đệ của Đức Giê-xu. Thì lúc đó Đức Giê-xu nói, tôi có mặt ở đó giữa họ. Ở câu trên ấy có một chữ mà thú vị lắm, tôi biết anh chị em không để ý. Nếu ở dưới đất, ở dưới đất đây này, hai người trong anh em đồng lòng cầu xin, anh chị em biết tôi thích chữ gì? Đồng lòng. Đồng lòng đấy, cùng một lòng, cùng một lòng với nhau mà xin. Ở đây có một chữ còn ghê nữa là bất cứ điều gì, bất cứ điều gì. Ai mà dám tin như thế, dám sống như thế thì có khi được ơn, dám xin bất cứ điều gì. Dĩ nhiên thì tôi cũng phải biết rằng đấy là điều của Chúa, thì Cha Thầy sẽ ban cho họ. Vâng, thế thì thưa anh chị em, hôm nay tôi không dám đi nhiều. Tôi tự hy vọng là lần tuần tới đó vui hơn. Mỗi tuần nó sẽ từ từ vui hơn. Và tôi đưa anh chị em một cái bài hơi dài. Nếu anh chị em làm những cái câu hỏi này mà anh chị em thấy nó khó quá thì đừng có buồn.
từ từ, vâng, cứ từ từ sẽ tính. Anh chị em đừng nản lòng ạ. Những vị nào cao niên thì đừng có buồn quá, mà trời ơi sao mà tối tăm thế này, đọc đến mấy lần mà cũng chưa biết nghĩa là sao hết đó. Nhưng mà nhớ anh chị em trước khi làm bài này, nhớ cầu xin Chúa Thánh Thần ạ. Và anh chị em mới thấy rằng anh chị em mà tìm được một câu mà thú vị, anh chị em bảo ồ cái này hay thiệt, và anh chị em sẽ nhớ rất lâu. Thế có anh chị em nào tôi hỏi cái này, một là thích hát, hai là anh chị em nó có mà vui hỏi tôi một câu gì không? Có ai thích hỏi không? Tôi sẵn sàng trả lời đấy. Vâng. À, kính thưa cộng đoàn, con xin hỏi cha như vậy. Con có một lần thì con đến đây học và cũng mục đích cũng như cha nói. Hiện tại là đang ở trong giáo xứ thuộc giáo xứ Sa Mai, hạt Chí Hòa. Vâng, mà con cũng theo cái khóa học của Đức Cha cũng được, đến nay cũng được gần 4 năm rồi. Sau khi mãn khóa, mục đích của con đi học là về để, cũng như lời cha nói, để chia sẻ lại cho những người ta không có điều kiện đi. Nhưng mà qua cái bài tin mừng ngày hôm nay nó trùng mà cách đây hơn 1 năm, thì có cái chị đó, chị cũng chia sẻ với con rằng, chị nói rằng ở trên trời cha anh em cầm buộc như thế nào thì ở dưới đất chúng ta đó ghét ai thì ở cha trên trời cũng buộc như vậy. Thì con cũng chia sẻ như vậy. Con bảo cái đó là chị sai rồi, cái này là, đây là ý là muốn nói là cha trên trời cầm buộc, cái đó là nói trong thánh Phêrô, mà thánh Phêrô là người đứng đầu của hội thánh, thì sau con thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng, đây là cuộc đứng đầu của giáo hội cầm buộc, cũng như cha trên trời cầm buộc thế nào thì ở dưới đây. Đây ý là muốn nói các thánh tông đồ là đứng đầu trong giáo hội để cầm buộc những cái tội đó, mà cũng cái giáo luật của hội thánh. Nhưng mà chị ấy, từ đó chị ấy tự ái, chị không đi học nữa, chị không tham gia vào cộng đoàn của chúng con, mà cũng nói kiểu nào cũng không đi. Con xin hết ạ. Ông có cho, xin anh chị em có nghe không ạ? Tôi có được phép xin góp ý cho ông một tí không ạ? Vâng, tôi góp ý này. Anh chị em ơi, bác này là dễ thương lắm. Bác ấy nghe một cô nói thế này thế kia mà nghe chói tai thật ấy. Thế là bác ấy khó chịu lắm. Bác tên gì ạ? Tuấn. Bác Tuấn đã nói một câu và chính cái câu ấy có thể làm bị bể, và tôi học được từ đấy. Cô nói sai rồi đấy. Trong lúc nói chuyện thì không được phép nói cô nói sai rồi. Và dù nó sai lè ra đó cũng không được nói, bởi vì nói như thế là coi như vỡ rồi. Ở trên thế giới này tôi tin rằng chưa có ai nhận mình thích là người khác nói mình sai à. Ai cũng bảo mình đúng hết à. Và bỗng nhiên tự nhiên có một người bảo úi bà sai rồi, là như thế là nó không chịu được, là nó tức lộn ruột lên. Bạn hiểu không? Thế là nó không, bao nhiêu những điều hay mà mình nói là nó trôi mất. Thế là tôi chỉ mắng cho anh chị em là không bao giờ nói câu đấy trong đối thoại. Bảo thì vâng thì hay đấy, tôi nghĩ thế này đấy chẳng hạn. Nếu mà anh chị em mà nhẹ nhàng nói tôi thấy thế này, ý của chị cũng có cái phần đấy. Nhưng mà tôi nghĩ thế thì hy vọng là nó người ta nghe. Thưa anh chị em, cái câu hỏi của cái cô đấy là cũng là độc lắm ấy, chứ không phải là hay. Đây tôi xin trả lời một tí. Anh chị em hỏi cái câu như thế này: trên trời, dưới đất, dưới đất anh em cầm buộc gì thì trên trời cũng cầm buộc, dưới đất anh em tháo cờ chứ. Nhưng mà câu hỏi này cũng hay. Đây câu hỏi tôi hỏi anh chị em nè: trời theo đất hay đất theo trời? Đấy, trời theo đất hay đất. Đấy, câu hỏi của cái cô đó cũng hay đấy chứ không phải chuyện dở. Trời theo đất hay đất theo trời? Có ai trả lời cho tôi được không ạ? Theo ý anh chị em thì là thế nào ạ? Trời, ấy chị lên đi, trời ơi, lâu lâu có một lần nói. Thế cha, con thì con thấy ông bà mình ngày xưa nói vậy này: nếu mà đất không chịu trời thì trời chịu đất. Lạy Chúa. Không biết anh chị em có hiểu tôi đặt câu hỏi hay không ạ? Tức là tôi là các môn đệ đây này, những gì tôi tháo cởi dưới đất thì trên trời cũng tháo cởi. Tôi là môn đệ Chúa đây này, tôi là Đức Giáo Hoàng đây này, những gì tôi cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc. Như thế là trời phải theo tôi. Tôi là dưới đất mà, tôi có quyền dưới đất chứ. Thế trời theo tôi hay là tôi theo trời, hay là đất theo trời? Trời theo đất hay đất theo trời? Đấy, câu hỏi hay đấy chứ. Đấy, anh chị em có ai nghĩ, có trẻ sơ ngồi im hết thì không ai dám trả lời vậy? Anh chị em không dám trả lời hả? Thì như chị nói á,
trời là vô biên. Trời là vô biên thôi, thì nói như vậy thôi. Nếu trả lời theo người ta thì trời là vô biên, đất là có tí xíu. Thì bây giờ cái gì nghe cái gì? Ông này đang thích trời, ông coi trời. Và tôi hỏi cái câu vừa rồi cũng hay chứ không dở đâu. Tức là ông ở dưới đất, những cái gì tôi tháo cỡ dưới đất, trên trời ông tháo cỡ, gì tôi buộc dưới đất, trên trời ông tháo. Như vậy là ai theo ai ta? Trời là vô biên, ở đây cũng hay, ông đã nhấn mạnh đến trời. Tôi chỉ xin anh chị em nhớ điều này, đó là có lẽ là ông này, ông là người thông minh và có thể phải nhận là câu của ông là đúng đấy. Ông ấy nói từ đây, ông nói có hai câu, ông có nói trời là vô biên. Và như thế thì dĩ nhiên là đất theo trời, chứ làm sao mà trời theo đất được. Dĩ nhiên, và vì thế nên khi mà những người có quyền, những môn đệ của Đức Giê-xu mà có quyền tháo cởi hay ràng buộc, quyền cấm cái này, cho cái kia, phép cái này, phạt cái này, làm ông kia. Và như thế là những vị ấy đều phải quyết định theo... Dạ, theo chờ. Tôi xin mọi người cho chàng pháo tay ạ. Trời ơi. Phải quyết định theo trời ạ. Những vị ấy phải quyết định theo trời. Và khi những vị ấy quyết định theo trời thì cái câu ấy có lý ghê. Những gì tôi cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc. Những gì tháo cởi đất, bởi vì những vị ấy đã theo. Mới sinh vấn đề chứ. Nếu ông quyết định theo ý riêng của mình, theo những cái này cái kia, rồi có những tư lợi đủ thứ hết, thì mới sinh chuyện. Còn nếu quyết định theo đúng ý Chúa, theo đúng ý trời, quyết định theo đúng ý trời thì dĩ nhiên dưới đất như trời giống nhau rồi, còn gì nữa. Đâu có vấn đề, chả có vấn đề. Thế anh chị em bảo thôi cha đừng nói nữa, cha thử cho anh thí dụ coi. Thí dụ tôi đọc anh chị em nghe cái câu này, anh chị em nghe thử nghe xem là như thế nào nha. Đức Giê-xu phục sinh như thế này, nói xong trong tin mừng Gioan chương 20, nói xong người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Anh em mà cầm buộc tội ai, tội người ấy bị cầm buộc. Đúng anh chị em biết tôi đọc hai câu như thế. Tại sao tôi lại đọc hai cái câu như thế? Anh chị em thấy không? Đức Giê-xu nói, nè anh em ơi, thổi hơi anh em nhận lấy Thánh Thần. Tự nhiên sau cái Thánh Thần, cái tự nhiên nói câu là, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em mà cầm tội ai, tức là không tha cho ai, là người đó không được tha. Không được tha là không được Chúa tha. Anh em mà không tha là Chúa không tha. Anh em mà tha thì Chúa cũng tha. Tại sao vậy? Đối anh em biết, anh chị em biết tại sao tôi lại đọc hai câu đó, tại sao vậy? Thưa cha, là lúc đấy là tha theo quyền năng của Thiên Chúa, đã có Thánh Thần trong người, là Thiên Chúa trong người. Dạ. 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 Thì có quyền năng của Chúa Thánh Thần ở trong mình, tức là có. Dạ. Trả lời đấy. Anh em, anh chị em ơi, là như thế là cái những người môn đệ tha hay không tha là sau khi họ đã nhận được ơn của Thánh Thần. Và nhưng mà câu đó chưa hay, câu này mới hay. Họ nhận được ơn của Thánh Thần và họ đã quyết định theo Thánh Thần, chứ không cưỡng lại Thánh Thần. Khi tôi này, tôi nhận được Thánh Thần, Thánh Thần sống trong tôi, Thánh Thần giúp tôi quyết định, tôi là người lãnh đạo, anh đừng có quên. Thế thì tôi quyết định là tha cho cô này, không tha cô này. Thế thì khi tôi quyết định tha hay không tha là tôi quyết định hòa hợp với Thánh Thần, chứ không phải lấy ngược với Thánh Thần. Anh ngược với Thánh Thần mà anh đòi mà tha, ta làm sao mà tha được. Đấy, anh chị em hiểu không ạ? Đấy, như vậy anh em gật đầu là tôi vui lắm. Anh chị em đừng tưởng cái câu này là hơi khó nuốt đấy, chứ không phải. Thành ra có những người lại siêu đến mức độ như hôm nay, nói vô biên, không phải ông trời vô biên. Là có những người lại tưởng rằng là đất là điều khiển trời đó. Không, không, đất sẽ điều khiển trời đâu, nhớ nói. Không có chuyện đấy ạ. Đấy, mà khi mà những người dưới đất này hòa hợp với trời, sống theo trời, thì như thế ý đất cũng là ý trời. Vâng, thế được rồi ạ. Thế có ai hỏi gì nữa không ạ? Ôi, còn mấy phút.
Còn 2 phút tôi hát một bài. Cái bài này tôi làm á, thành ra anh chị em có chê cũng phải chịu thôi, tại tôi làm. Bài này là về lời của Chúa. Vâng, tôi là tựa đề. Và anh chị em mà nghe, anh chị em thấy là lời của Chúa, chúng ta đang học lời Chúa, thì lời Chúa có lúc là lời Chúa rất là ngọt ngào, rất là dễ thương, nhưng lời Chúa làm rắc rối lắm, làm xáo trộn cuộc đời của chúng ta. Lời của Chúa như cơn mưa xa, mưa ướt đất cho tim đơm hoa, hoa kết trái, trái thơm lừng tình yêu bao la. Lời của Chúa như đôi tay tiên, khe khẽ lướt dây tơ rung lên, cho trí óc, cho tâm hồn trào dâng tiếng êm. Chúa dắt con đi trên đường, Ngài đưa con lên nơi suối mát yêu thương, cho con luôn yêu Ngài, luôn vâng nghe lời Ngài, lấy lời Ngài làm tương lai. Lời của Chúa đưa con ra khơi, xa bên cũ bao năm yên vui, cho sóng gió xô tơi bời, thuyền con chơi vơi. Lời của Chúa cho con không yên, thao thức mãi canh khuya đêm đêm, con ngóng sáng, con mong ngày chờ Ngài đến bên. Chúa dắt con đi trên đường, Ngài đưa con lên nơi suối mát yêu thương, cho con luôn yêu Ngài, luôn vâng nghe lời Ngài, lấy lời Ngài làm tương lai. Hết rồi. Tôi cảm ơn anh chị em ạ. Tôi không biết anh chị em có tiếp tục đi học không. Chả lẽ tôi nói với anh chị em cái câu này thì anh chị em buồn cười quá, là tôi không xứng đáng để tiếp nối đức cha khảm. Vâng, đấy, thành ra anh chị em cứ phải cố gắng đấy. Vâng, thế. Vâng, như thế thì bây giờ mình phải kết thúc. Thôi đứng lên. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng, Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen.